Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một chai nước hoa của Nam 22 Sexy, dòng thương hiệu của Cham. Chai này là 50ml nha các bạn. Cái tông mùi này, các bạn nam nào thích tông mùi ngọt á, mùi hơi ngọt, mùi ngọt á, thì mình sử dụng cái chai 22 Sexy nha các bạn. Tông mùi ngọt. Mình đọc sơ qua cho các bạn xem những cái tông mùi đó ha. Hương đầu là cam nè, rồi quýt, hương lá cây xanh mát, hương giữa là bạch đậu, hoa tiêu, rồi hương cuối đàn hương vani gỗ, xạ hương hổ phách. Đây là cái hương hiệu này là của Việt Nam, Cham nha các bạn, sản xuất tại Việt Nam luôn. Có một hiện tại dòng Cham của mình đó là có hai cái nhà máy sản xuất, một cái nhà máy sản xuất bên Pháp và một cái nhà máy sản xuất bên Việt Nam. Cái địa chỉ của nó vẫn có ghi ở bên ở trong cái chai này, một địa chỉ ở bên bên Pháp nó có ghi trong cái chai luôn nè, và địa chỉ sản xuất ở Việt Nam nó có ghi luôn. Đây là cái tem chống giả. Các bạn mua về mà trong cái chương trình mà khuyến mãi á, các bạn cào cái lớp này đi á, thì nó sẽ có cái chương trình khuyến mãi. Ví dụ mình cào ra nó sẽ trúng thưởng, ví dụ một chai nước hoa, trúng thưởng tiền hay cái gì đó, phiếu thăm hay cái gì đó, mình cào cái lớp này ra sẽ trúng. Đây là tem chống giả. Hiện tại dòng nước hoa này á, thì có một loại này của nữ nè, mình mới vừa nhập về ở bên Pháp. Cái này là dòng Cham nhưng mà sản xuất chỉ có dòng này là sản xuất tại bên Pháp nha các bạn. Sản xuất tại bên Pháp. Công ty mới nhập về một lô hàng. Chai này là của nữ, sản xuất tại bên Pháp. Thì giá khi bên Pháp, sản xuất bên Pháp thì khi về Việt Nam thì đương nhiên giá nó sẽ gấp đôi. Chai này là gần 1 triệu nha các bạn. Gần 1 triệu. Còn cái chai này á, là sản xuất tại Việt Nam thì nó chỉ có 488 thôi, 488. Đây là dòng sản xuất tại Việt Nam. Nhưng mà vẫn tinh dầu bên Pháp luôn nha các bạn. Tinh dầu trực tiếp từ bên Pháp nhưng mà chỉ có một sản xuất tại Việt Nam, cho nên giá cho người tiêu dùng Việt Nam mình á là giá nó sẽ rẻ. Đối với những cái chai mà sản xuất bên Pháp cũng là thương hiệu của Cham luôn, nhưng mà chai nào mà sản xuất ở bên Pháp về thì giá nó sẽ gấp đôi. Nhưng mà hoàn toàn hai cái loại tinh dầu này hoàn toàn, một loại bên Việt Nam và một loại sản xuất tại bên Pháp. Tinh dầu vẫn là của Pháp nha các bạn, vẫn là của Pháp hết. Nhưng mà có điều là sản xuất Việt Nam thì giá nó sẽ rẻ hơn. Chai này sản xuất bên Pháp thì giá nó sẽ mắc hơn, vì đây thuế nó cao thì giá nó sẽ mắc hơn. Với ở bên Pháp thì nhân công này nọ tất cả đều cao hơn thì giá nó sẽ cao hơn. Vì đây là giá gấp đôi. Chai này gần 1 triệu, chai này là chỉ có 488 thôi. Chai này 488. Rồi, mình khui cái chai 22 Sexy cho các bạn xem nha. Các bạn nam nào thích cái mùi ngọt, cái cây mùi ngọt thì xài cái này. Cái này là độ lưu hương rất là lâu nha các bạn. Nếu mình xịt đi làm á, mình xịt làm bảo đảm cho các bạn cái mùi này giữ hương 6 đến 8 giờ. Và đúng một ngày làm việc cho các bạn. Nếu mà các bạn mà xịt trên áo á, thì khoảng 2-3 hôm trên áo khoác mình á, 2-3 hôm vẫn còn lưu hương nha các bạn. Trên thị trường á, có một số dòng thị trường bán mấy cái trang mà thương mại điện tử á, mấy đứa nó bán mà mấy chục ngàn một chai á, cũng là thương hiệu này nhưng mà nó bán có mấy chục ngàn một chai thôi. Là cái đó các bạn để ý nha, mấy chục ngàn cái đó là hàng nhái hàng giả nha các bạn. Mua về xịt nó lưu hương. Các bạn có nhiều mà các bạn mà than phiền về xịt nó không lâu á, là cái mua mấy chục ngàn là hàng nhái hàng giả nha các bạn. Còn cái chai này tới 458 nè, 50ml 458. Mùi ngọt nha các bạn. Cái chai này là ai thông mùi ngọt thì sử dụng. Cái này là dành cho nam nha các bạn. Nữ vẫn xài được. Tại vì cái này là mùi ngọt nè. Có nhiều bạn nữ xài cái mùi này lắm. Cái chai này nè, khách của mình mua về ai cũng khen thơm, ai cũng thích lắm. Khi mua về xịt như tắm vậy, xịt xong khoảng 1 tháng 2 tháng hết mua nữa, tháng 2 tháng hết mua nữa. Tại nó rẻ có 400 mấy à. Cái này 500 hít nè, mình để cho nó hít luôn nè. Đó. Nè, 500 hít. Rất là chắc chắn nha các bạn. Chắc chắn nè. 50ml. Xong mùi ngọt. Mấy cái dòng này mình để, mấy cái dòng này, ba dòng này là của nam hết nha. Chai này chai giò nè, giò nam nè. Ai thích cái tông mùi gỗ á thì có chai giò. Còn cái này là của nam nè, Emirat Elegant này cũng của nam luôn. Chai này 100ml, 75ml. Chai này 80ml. Các bạn nào muốn mua hay là tìm hiểu hay muốn thử mùi hay muốn mùi gì đó, là ở dưới bình luận dưới ba phần chi tiết của mình có, mình để lại cái thông tin liên lạc á. Các bạn vô chat Zalo thì mình sẽ tư vấn mùi từng mùi hương. Các bạn thích cái nhóm hương mùi nào thì mình sẽ tư vấn cho các bạn xem nha. Hay là nếu mà mình mua mà sợ cái mùi mình không thích thì có thể, nếu mà ở Hồ Chí Minh các bạn tới trực tiếp cái
cái địa chỉ ở Hoàng Văn Thụ nha các bạn. Nè, có ghi địa chỉ sẵn trên cái nắp chai nè, 311 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình á. Là các bạn ở đây có một cái đại lý ở đây, là các bạn tới thử, các bạn tới thử mùi nha, thử mùi đầy đủ tất cả các mùi. Rồi các bạn có tư vấn thì xem cái phần mà thông tin chi tiết ở phần của mình á, trong phần thông tin chi tiết mình sẽ được có để lại số điện thoại, thì các bạn chat Zalo nha, chat Zalo. Chai này là của dòng này là dòng của nữ nha các bạn, dòng của nữ. Cái dòng này là mới nhập về từ ở bên Pháp, nhập về từ công ty mình nhập về ở bên Pháp nha. Chai này bên Pháp cho nên giá gấp đôi. Rồi chào các bạn nhé.